tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà 2 mặt tiền ngang 7m, 90m2 và thổ cư hết với anh chị. Tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, nằm trên trục đường Hai Bà Trưng nối dài. Con đường mới mở mà đâm thẳng ra Big Sigo đâu quý anh chị ha. Thì hiện tại bây giờ gia chủ đang cần bán gấp, giảm xuống còn có 4 tỷ 100 triệu thôi. 90m2 và thổ cư hết, nhà 2 mặt tiền quý anh chị nha. Một trệt một lầu và nhà ngang 7m. Điểm cộng quý anh chị. Bên em chỉ review những bất động sản có sổ, anh chị yên tâm nha. Bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào đang có nhu cầu mua hoặc bán liên hệ ngay em Hải nhá. Số điện thoại góc trái màn hình này quý anh chị ha. Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản nha. Rồi bây giờ hôm nay em sẽ review anh chị mình căn nhà này. Đây là một căn nhà 2 mặt tiền mà hôm nay em Hải sẽ ghi hình để toàn thể quý anh chị tham khảo nha. Nhà ngang 7m thưa quý anh chị, nhà sổ hồng riêng. Đó giống như em nói rồi. Bên em chỉ review những bất động sản có sổ thôi, anh chị yên tâm. Đường trước nhà đường bê tông, đường 6m, đường thông hai đầu, đường thông bàn cờ. Đây là khu dân cư quý anh chị nha. Ở kín hết rồi quý anh chị ơi. Đây là phường Đông Hòa, khu vực phường trung tâm của thành phố Di An, ngay trục đường Hai Bà Trưng, ngay trục đường Trần Hưng Đạo quý anh chị. Đó, nghe thấy không quý anh chị ha? Trục đường Trần Hưng Đạo là với trục đường Hai Bà Trưng là một trong những cái trục đường sầm uất quý anh chị nha, của thành phố Di An nha, khu vực trung tâm nha. Giáp ranh thành phố Thủ Đức quý anh chị nha, kế bên Big Sigo nha. Chỗ này ra Big Sigo rất là gần luôn quý anh chị ơi. Cái con đường Hai Bà Trưng nối dài mà mới mở đó là đâm thẳng ra Big Sigo. Big Sigo là một bên Thủ Đức, một bên Di An quý anh chị ha. Chỗ này ra Big Sigo quý anh chị ơi, chắc tầm khoảng 800-900m gì đó thôi. Tầm 800m thôi, nói chung là không tới 1km đâu. Rất là gần luôn quý anh chị ha. Đây. Đây là một căn nhà một trệt một tầng lầu quý anh chị. Nhà mình có sân ô tô luôn quý anh chị nhá. Hẳn hoi là sân ô tô nhá. Nhà hai mặt tiền thoáng mát nhá. Đường trước nhà đường thông bàn cờ nhá. Khu dân cư ở kín nhá quý anh chị nhá. Đây nhá, bên đây ở kín đó quý anh chị thấy không? Đó. Nhà mình ngang 7m, điểm cộng nhà mình ngang 7m đây. Ngang 7m quý anh chị. Nhà hai mặt tiền quý anh chị nhá. Đó. Đường thì trong đấy khu dân cư đường thông bàn cờ mà quý anh chị. Khu dân cư ở kín hết rồi quý anh chị thấy không? Đó. Thì đây là một căn nhà tại phường Đông Hòa, sân ô tô, nhà hai mặt tiền, nhà ngang 7m, sổ hồng riêng. 4 tỷ 100 triệu còn thương lượng. Đây là mức giá mà hiện tại bây giờ gia chủ đang giảm xuống để bán quý anh chị nhá. Đó. Thì nếu anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay em Hải góc trái màn hình là có số điện thoại ha. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hơn về căn nhà này để cho toàn thể quý anh chị mình xem video của em Hải, mình biết được chi tiết hơn về căn nhà. Phía trước sẽ là một khu vực sân gara ô tô của nhà mình quý anh chị ha. Ô tô 5 chỗ nha. Đó, đây, sân trước nhà mình đâu quý anh chị. Ngang 7m mà quý anh chị nên là cái ô tô này mình có thể để ngang được quý anh chị ha. Ngoài ra, bên hông nhà này mình còn có thể để thêm xe máy hoặc các cái vật dụng mà có thể mình chưa thể dùng tới, mình có thể để ở ngoài này, cũng có thể làm kho đó quý anh chị ha. Mình để các cái vật dụng mình chưa dùng đâu quý anh chị thấy không? Đó, ở phía trên cũng lợp mái tôn rồi che nắng che mưa hết quý anh chị nhá. Nhà hai mặt tiền mà, bên đâu cũng có một cái cửa phụ đâu quý anh chị ha, một cái cửa phụ bên đó nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào cái cửa chính để cho toàn thể quý anh chị mình xem. Đây, cửa chính của nhà mình đây. Cửa chính là để ô tô này quý chị ha. Mình không để ô tô thì mình để trống thì nó rất là thoáng quý chị nha. Còn ở đây gia chủ có ô tô, đây là người ta đang để ô tô luôn. Ô tô 5 chỗ quý chị ha. Rồi. Em sẽ đi vào chi tiết để anh chị mình cùng tham khảo về căn nhà này nha. Nha, để chờ em xíu, em bật cái đèn. Rồi, cái đèn. Bật cái đèn lên cho sáng anh chị ạ. Đây. Nhà đang tối chút xíu quý chị ha, để em bật cái đèn cái đã nha. Rồi. Nhờ em bật cho anh cái đèn cái đèn nhà. Rồi mình lên trên ở trên bật chưa? Bật hết lên đi nhá. Đây, phòng khách cho mình quý anh chị. Bật đèn cái sáng quý anh chị ha. Đây phòng khách cho mình quý anh chị nha. Đây, nhà mình có phòng khách, có nhà ăn ở đầy đủ quý anh chị ơi, có sân ô tô, có phòng ngủ, nói chung là không thiếu gì đâu quý anh chị. Thì em sẽ đi vào chi tiết, quay chi tiết để cho toàn thể quý anh chị mình tham khảo. Anh chị nào mà mình đang ở xa, mình chưa có thời gian để đi xem, mình hay đăng ký kênh của em Hải nhá. Để mình xem, mình theo dõi các video, em Hải sẽ ghi hình thực tế cho anh chị mình xem trước. Cái nào mà anh chị mình thấy phù hợp, thấy ưng ý thì alo ngay em Hải, em sẽ gửi sổ sách giấy tờ và dẫn anh chị mình đi xem thực tế. Bếp nhà mình đây quý anh chị nhá. Đây, bếp ăn, khu vực bếp ăn của mình. Đây hai mặt tiền, bên hông có một cái cửa đi ra nè quý anh chị thấy không? Đó. Đây nha, đi ra bên hông của nhà mình nha. Đó, thì cái chỗ này là cái bên hông mà hồi nãy em quay phim cho anh chị mình xem đây này. Nhà mình ngang 7 và dài 13 quý anh chị nhá, sổ hồng riêng nhá. 90m2 mà full hết thổ cư 100% luôn, sổ hồng riêng anh chị nhá. Căn này được cái là full hết thổ cư. Đó, phòng khách đây, mình xem lại cái phòng khách ha. Hồi nãy chưa bật điện nên là hơi tối, giờ bật điện thì sáng quý anh chị thấy không? Đó, sáng đẹp quá quý anh chị ha. Đó. Rồi, để bây giờ em sẽ di chuyển lên khu vực tầng lầu để cho anh chị mình xem nhé. Trước khi lên lầu thì mình xem sơ cái nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm của mình ở phía dưới tầng trệt đúng không quý chị? Thấy không? Rộng rãi quý chị ha. Lavabo bồn cầu nguyên soi đầy đủ đúng không quý chị ha. Rất là rộng luôn quý chị ạ. Đây em quay chi tiết để cho anh chị mình xem. Anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải ha, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bên em sẽ có rất là nhiều bất động sản tại khu vực thành phố Di An và thành phố Thuận An quý chị nhé. Nhà và đất có hết quý chị nhé. Tất cả bất động sản đang chào bán trên thị trường là bên em đều có ha. Nên là anh chị hãy đăng ký kênh của em Hải. Anh chị nào đang có nhu cầu tìm nhà tại thành phố Di An, tìm đất tại thành phố Di An hay là thành phố Thuận An, hãy liên hệ ngay cho em Hải nhé. Đó. Rồi, trên tầng lầu nhà mình quý chị ơi. Trên lầu nhà mình đây ha. Trên lầu nhà mình sẽ có hai cái phòng ngủ quý chị. Trên lầu hai phòng ngủ quý chị nhá. Vậy là căn nhà của mình sẽ có phòng khách, có nhà ăn, có hai phòng ngủ và ở phía dưới là có gara ô tô. Gara ô tô.
anh chị ha, có gara ô tô đó, nhà hai mặt tiền, thoáng mát, khu vực trung tâm thành phố Di An. Đây đó, bật cái đèn lên anh chị ơi. Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh khép kín bên trong anh chị ha, điều tuyệt vời anh chị ha. Bây giờ những căn nhà mà có nhà vệ sinh bên trong như thế này rất là tiện ha, mình có thể dùng hoặc không dùng nữa là tùy thích, nhưng mà có nhà vệ sinh bên trong thì rất là tiện với chị. Diện tích lớn nên là em thấy cái phòng ngủ cũng khá là rộng rãi đó quý anh chị ha. Có nhà vệ sinh bên trong như vậy là cũng khá là ok. Hai mặt tiền là một lợi thế, mình có thể mở cửa sổ này quý anh chị theo. Đó. Đây ha. Mình mở cửa sổ này quý anh chị theo. Đó. Rất là thoáng mát quý anh chị ạ. Đấy. Căn nhà của mình á là có hướng Tây Bắc quý anh chị nhá. Nhà hướng chính, hướng cửa là Tây Bắc. Thì nếu mà anh chị nào mà hay xem hướng, mình có thể phù hợp với anh chị nào Tây Tứ Trạch quý anh chị nhá. Đấy. Nhà đây, phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ số 2 quý anh chị ha. Đây. Phòng ngủ này cũng rất là rộng luôn quý chị. Phòng ngủ này phía trước của nhà này quý chị thôi, cửa ra ban công, cửa sổ đó quý chị thấy không, rộng rãi thoải mái quý chị ha. Đó. Đây, rất là rộng luôn quý chị. Đó. Anh chị nào đang có nhu cầu tìm nhà tại thành phố Di An, khu vực trung tâm, khu vực phường Đông Hòa, tham khảo ngay căn nhà ngang 7 và dài 13 này với diện tích là 90m² và full hết thổ cư sổ hồng riêng. Bên em chỉ review bất động sản có sổ, anh chị yên tâm nhá. Rồi, giá bây giờ đã giảm rồi, là chỉ còn 4 tỷ 100 triệu, vẫn còn nói chuyện thêm với chính chủ nhà nếu mà anh chị mình thấy căn nhà này phù hợp, thấy ưng ý quý chị ha. Đó. Rồi, bên em xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị trong các video mới nhá.